Thưa quý vị, từ xưa tới nay, trong tâm thức của người Việt, rồng là biểu tượng linh thiêng, cao quý và đầy uy quyền, đứng đầu trong tứ linh. Người Việt Nam chúng ta cũng luôn tự hào về nguồn gốc con rồng cháu tiên của mình. Chính vì vậy, bước sang năm Giáp Thìn 2024, hình tượng rồng đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ nhân sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và giàu ý nghĩa. Trong đó, phải kể đến bộ sưu tập mang tên Dấu ấn rồng thiêng. Đây là những chiếc ấn rồng vô cùng đặc biệt, nằm trong bộ sưu tập Dấu ấn rồng thiêng do nghệ nhân tài hoa của làng gốm Bát Tràng chế tác nhằm chào mừng năm mới Giáp Thìn 2024. Lấy cảm hứng từ chiếc ấn Hoàng đế Chi Bảo vừa được đưa về từ Pháp, cùng với đó là sự kết hợp những nét đẹp của hình tượng rồng thời Lê đã tạo nên chiếc ấn bằng gốm sứ vô cùng độc đáo. Đây là một trong những biểu tượng rồng thuần Việt và rất là gần gũi với con người Việt Nam. Ở trên đế của tác phẩm thì có ba cái chữ An, Thuận, Phát, thì đại diện cho sự an lành, thuận lợi và phát triển. Ngoài ra thì có biểu tượng là cá chép hóa rồng, thì cũng đây là một cái hình tượng mà nó thể hiện một cái sự lột xác, một cái sự đột phá. Qua những cái thông điệp đó thì cũng là nghệ nhân cũng muốn gửi gắm một cái lời chúc là an lành, thuận lợi và phát triển trong năm 2024. Để làm ra chiếc ấn rồng, người thợ phải trải qua 6 công đoạn, từ tạo hình, tạo khối, lên màu cũng như trải qua 3 lần nung. Trong đó đặc biệt nhất là công đoạn họa vàng. Vàng hiện tại là mình sử dụng vàng là vàng của Đức. Sau khi mà qua một lần nữa nung thì nó cháy hết những cái hợp chất đi, thì nó để lại một cái lớp vàng ở trên cái sản phẩm. Vàng đấy là vàng 24K, vàng thật. Để mà họa vàng được nên một cái chi tiết sản phẩm ấn rồng như năm nay thì đòi hỏi nhất là người thợ phải có một tay nghề cao, am hiểu về rồng. Các cái phần sâu bên trong ấy, mình phải đưa bút vào trong đấy mình họa rất là khó, nó uốn cong các cái phần thân bụng rất là tỉ mỉ để mình có thể họa được nên các cái chi tiết cho con rồng có một cái sự uy nghiêm, cái sự uy quyền của một cái ấn rồng. Với những người yêu gốm sứ thì những chiếc ấn rồng dát vàng trong bộ sưu tập Dấu ấn rồng thiêng này sẽ là món quà đầy ý nghĩa với mong muốn một năm mới nhiều may mắn, an khang và thịnh vượng.